Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời bài tập số 2 trang 92 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài số 2 của chúng ta như sau. Cho dãy số UN biết U1 bằng âm 1, UN cộng 1 bằng UN cộng 3 với N lớn hơn bằng 1. Câu A, viết 5 số hạng đầu của dãy số. Câu B, chứng minh bằng phương pháp quy nạp UN bằng 3N trừ 4. Trước hết, chúng ta hãy cùng đi thực hiện câu A. Câu A, viết 5 số hạng đầu của dãy số. Người ta đã cho U1 rồi. U1 ta có bằng âm 1. Tiếp, U2. U2 thì ta tách ra, ta sẽ được bằng U1 cộng 1. Tức là bây giờ N của ta bằng 1. N bằng 1 sẽ bằng U1 cộng 3. Mà U1 của ta bằng âm 1 cộng 3 bằng 2. Tiếp tục U3. U3 thì tách ra được thành U2 cộng 1 sẽ bằng U2, N của ta bằng 2 đó. U2 cộng 3, U2 của ta vừa tính bằng 2, cộng 3 bằng 5. U4. U4 sẽ bằng U của 3 cộng 1. U3 cộng 1 sẽ bằng U3 cộng 3. U3 vừa tính bằng 5 cộng 3 là 8. U5. U5 bằng U4 cộng 1. U4 cộng 1 sẽ bằng với U4 cộng 3. U4 bằng 8 cộng 3 bằng 11. Như vậy, ta đã có 5 số hạng đầu của dãy số U1, U2, U3, U4, U5. Tiếp tục câu B. Câu B, đề bài yêu cầu chứng minh bằng phương pháp quy nạp UN bằng 3N trừ 4. Thì để giải bài toán bằng phương pháp quy nạp thì chúng ta cùng nhớ lại bài trước chúng ta đã học về phương pháp quy nạp. Thì ta có hai bước. Bước 1, kiểm tra mệnh đề đúng với N bằng 1. Bước 2, giả sử mệnh đề đúng với N bằng K, K của ta lớn hơn bằng 1. Và ta sẽ đi chứng minh mệnh đề đúng với N bằng K cộng 1. Khi đó thì ta sẽ có thể khẳng định được đẳng thức của ta đúng với mọi n thuộc n sao. Ta cùng đi chứng minh. Đầu tiên ta kiểm tra với n bằng bằng 1. Với n bằng 1 thì U1 của ta sẽ bằng 3 nhân 1 trừ 4 bằng âm 1. Như vậy bằng với UN đề bài cho, đúng nhỉ? Vì vậy đẳng thức UN bằng 3N trừ 4 đúng với N bằng 1. Tiếp theo, ta sẽ đi giả sử hệ thức đúng với N bằng K, K của ta lớn hơn bằng 1. Tức là ta sẽ có UK bằng 3K trừ 4. Giờ ta sẽ phải chứng minh hệ thức đúng với N bằng K cộng 1. Tức là ta sẽ đi chứng minh UK cộng 1 sẽ bằng với 3 nhân k cộng 1 trừ 4 bằng 3k trừ 1. Đó, 3 nhân 1 bằng 3 trừ 4 bằng 1, âm 1. Thật vậy ta có điều gì? Ta có UK cộng 1. Ta biết
UK cộng 1 của ta thì bằng UK cộng 3. Đúng nhỉ? Theo giả thiết quy nạp ấy. UK cộng 1 thì bằng UK cộng 3. Mà UK của ta bằng 3K trừ 4. Giờ lại cộng thêm 3 thì sẽ thành 3K trừ 1. Như vậy ta đã chứng minh xong UK cộng 1 bằng 3K trừ 1. Ta kết luận. Vậy hệ thức đúng với mọi n thuộc n sao, tức là gì? Tức là un bằng 3n trừ 4 với mọi n thuộc n sao. Đó, ta kết thúc bài toán.